Rồi, đầu cái video thì cho Tùng xin mến chào quý ông bà cô bác anh chị em gần xa nha. Chúc quý ông bà cô bác anh chị em gần xa luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Hôm nay thì Tùng với lại anh Quý hai anh em tiếp tục đi thăm cái luồng bẫy cái nhà bẫy mưa bão nè. Hôm nay đi với anh Quý nè. Chào cả nhà luôn. Rồi. Thì bữa hổm thì Tùng vô đây Tùng thăm thì cái đầu tiên ở trong đây nè thì có dính được một em Hành Nhi nha. Hôm nay quay lại đây thăm thử có chạy không cả nhà. Rồi hôm nay chắc thấy hiu rồi. Hôm nay không thấy gì hết. Rồi nhẹ luôn. Chích cho lúa luôn quá. Còn chuột không đây? Rồi còn chuột còn lúa luôn. Đặt lại luôn cả nhà. Mưa quá nó cũng không chạy cả nhà. Hy vọng chuyến sau sẽ dính thành khủng nha. Rồi tiếp tục thôi cả nhà. Cái điểm hổm chỗ này thì cũng có dính một con hành nè cả nhà. Này mình vô mình thăm luôn. Ủa hình như có thấy có phân hay gì cả nhà. Phân nè, con trắng trắng nè thôi. Nhất lượng nhỏ đây. Vô hình nhất một cái thôi. Nặng không? Khá là nặng nha cả nhà. Cũng nặng được bộn nè, nặng nè. Cái dưới người ta. Nặng không? Trời ơi, dính con hành. Hành nhì hay gì cả nhà ơi. Ồ, được con hành nhì vậy cả nhà ơi. Em nó nằm trong đó thôi. Đó. Bây giờ Tùng đặt lại luôn nha. Cái điểm này hôm nay dính hai em nha. Cái này thì giờ Tùng đặt lại. Này hành nhì không, chưa có hành đại nó chạy nha. Cái điểm này khá là ngon. Không có hành đại chạy không. Rồi. Chuyến này chuyến sau thăm tiếp nha. Thì dẫn chiếc sau thăm cái dính em nào cũng khủng à. Quay cho cả nhà xem nè. Được một em Hành Nhi vậy cả nhà. Không được nhất nha. Cái luồng bẫy này sát đường luôn nha cả nhà. Đem xe cua vô. Thăm xong rồi mình đặt lại đi liền nha. Sát đường lộ. Ồ nặng rồi. Một em kiếm được một em hành nha. Rồi nha nha. Này nó có phân thải đâu này. Một em hành. Thế đi đặt tiếp nha. Hôm nay thì Tùng đi thăm bẫy cả nhà. Đi đem theo 5-6 cái lồng xe cua. Tụi này thăm cái bẫy trong đây coi. Bẫy trong đây gà chỉ có đón hũ dện với hũ hành thôi cả nhà. Cái bờ này. Hy vọng có nha. Không thấy phân phướng gì đó vậy. Ôi, nặng nha. Con gì đây? Trời con dện. Con dện tao bá luôn. Trời con dện. Ôi da mũi, quá mũi cả nhà ơi. Con dành tầng dần, con dành nhà nó vô. Rồi, con lại. Đặt lại thôi cả nhà ơi. Đặt lại đón hũ dền nha. Chung ra cái địa điểm này chỉ có đón hũ dền thôi. Hũ dền hũ hành, bờ, cái bờ này là có lý lắm nha cả nhà. Đây sát đường nha. Ừ có người. Phải phủ kỹ kỹ để anh em ta đi phát hiện cả nha. Đây con dền nè cả nhà. Dền cho bá lửa luôn. Đó. Vô con dền nè nha. Vô em dền. Em này không phải 8-9 lạng chứ lên.
cả ký á, nặng lắm. Con này chắc tầm cả ký á cả nhà. Chóc bu chập bá nữa, nặng ghê luôn. Con này nó mới vô đâu vậy? Đầu chăn bà dằn. Con này chắc ở đó đó, trọng nặng lắm. Con này phanh bờ bằng con hôm bữa bự chập bá nữa luôn. Nè. Coi thứ ơi. Thấy không? Con cầm nặng ghê không? Rồi tiếp tục cả nhà. Coi mình có dính hũ hành nữa nè. Cái này có như dòng. Rồi chụp bớt luôn. Chụp cọn luôn, cho lúa luôn cái nhà. Nèo lại thêm chiến nữa, có con nào chạy không cái nhà. Dính này khá là ngon. Cái này thì hôm nay sao đây? Đặt mấy đợt giờ còn chuột luôn cái này. Chuột bắt đầu là thấy ôi à, nèo đây luôn. Nào để kiếm hũ dòm nha. Cái này hồ hổm trong đây dính con dện. Mấy con hành và mấy con dện lội theo nước. Nay vô thì sao đây. Hy vọng vô đây nay dính con khủng khủng nữa. Xuống xuống cả nhà. Vô thấy cái lồng lật nghiêng lật ngửa là lụm nha. Còn quy thinh thì thôi. Rồi không thấy phân thấy phướng gì còn uy quyên con chuột con luôn. Quá trời con chuột này tha giác. Rồi đặt lại. Neo luôn nha cả nhà. Cái bẫy này rất là hy vọng nha cả nhà. Rồi như phèo. Chuột con. Không có luôn bán được có 3-4 hổ hành nhỏ sáng tục bắt rồi đó nha. Còn bây giờ thì dính được một con dền nè. Con dền này đã. Con dền này nó mới vô vô đâu rồi ngày qua khi gì. Dền nó cũng khá bự đó nha. Con này cũng vô con sử nó nấu con chuột luôn. Con này cũng phải 8-9 lạng trở lên nha. Mà khá bự. Rồi bây giờ thì bắt nó thôi. Vô đè nhẹp hôm luôn. Giữ dần thôi. Hồi sáng cái đầu nó chưa có chạy cả nha. Rồi bỏ chạy xe cái tưng tưng cái sơm sơm chạy. Quá trời con vợ này nhìn đực cái gì á. Cái đầu chà bá luôn. Cái đầu này nếu mà nó ấy là nó bự hơn con này nó ký mấy trở lên. Tầm này chắc cỡ ký. Quá im. Rồi cho Tùng xin kết thúc cái video nha. Hẹn cả nhà cái video tiếp theo. Cả nhà xem video thấy hay thì ủng hộ cho mấy anh em mình nha. Bây giờ thì Tùng sẽ tắt máy cả nhà.